quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official. Và ngày hôm nay mình làm một cái clip là tiếp tục đi lên núi để đi sang để đi sinh tồn. Như mọi khi mình mấy các video trước mình đã làm đấy, như các bạn đã xem, thì ngày hôm nay là mình là tiếp tục đi sinh tồn ở trong rừng rất là sâu luôn nha các bạn. Bây giờ là mình bắt đầu đi từ đây, đi vào trong đó. Và trước khi đi sang thì mình sẽ tự làm một cái cung tên để đi sang nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cùng chó Nu. Bây giờ mình sẽ đi làm cái cung tên. Bây giờ mình sẽ đi làm cái cung tên nha các bạn. Đi thôi, đi thôi. Thôi Nu. Và bây giờ mình sẽ dùng cái tre này để làm cung tên nha các bạn. Trong phim mà hay dùng tay tre để làm cung tên, bây giờ mình sẽ bắt chước trong phim thử thế này nha. Rồi, bây giờ mình đã làm sắp xong cái cung tên rồi nha các bạn. Mình dùng cây tre và cái dây kẽm để làm cung tên nha. Cái này phải buộc chặt để bán khỏi bung cái dây ra. Đấy, các bạn thấy sao? Đấy. Rồi, và bây giờ mình đã làm xong cái cung tên. Và tiếp tục mình sẽ làm cái nỏ nha các bạn. Đấy, cực kỳ tốt luôn. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái nỏ nha các bạn. Mình đã có cung tên rồi, mình chỉ làm một cái nỏ để bắn nha. Bây giờ mình sẽ làm cái nỏ bằng cây tre, và cái này bằng lá gì mình không biết nha. Đây các bạn xem qua đây. Giống gì? Rồi bây giờ mình đã làm xong cái cung tên này, cây nỏ, và còn cái này là để đựng nỏ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng như thế này. Đây. Rồi. Mình sẽ đeo cái này đi để đi sang nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tới một cái nơi để mình bắn thử cái mũi tên này như thế nào nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thử cái mũi tên thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang thôi nào. Bây giờ mình sẽ đi cùng cho nó một tí nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tới một cái rừng rất là sâu để xem trong đó có cái gì nào. Rồi. Đi nào. Mình đi từ nãy giờ chả có con gì để bắn luôn các bạn. Làm sẵn cái con tê nhưng mà chưa gặp được con gì. Đây.
trong rừng keo rất là nhiều muối luôn các bạn. Quá nhiều muối chưa? Các bạn xem. Đấy. Nhiều muối lắm các bạn. Ở trong rừng này quá rất là nhiều muối luôn. Mình sẽ đi tìm con gì để bắn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cây đa ngàn năm để xem có con gì trong đó thôi nha các bạn. Mình sẽ leo lên cây đa để xem có gì trong đó nha. Rồi đi thôi. Rồi bây giờ mình đã tới cây đa ngàn năm rồi nha các bạn. Ở trong cây đa ngàn năm có rất nhiều chim luôn. Các bạn có thể thấy rất nhiều chim đang kêu trên kia. Bây giờ mình sẽ lên đó bắn chim nha. Đi thôi. Các bạn xem có rất là nhiều chim luôn. Có một cái ổ ong mật nha, nó bỏ đi rồi, các bạn có thể xem qua ong mật đây. Đây, đây là ong mật nha. Cây đa này ngàn năm rất là to luôn. Bây giờ mình đã bắn hết một mũi tên rồi, chỉ còn một cái này thôi các bạn. Hồi nãy mình vừa thấy một con sóc ô con chim. Từ nãy giờ là có con chim với sóc rất là nhiều luôn. Mà nó nhanh quá, bén không trúng. Chỉ còn một cái mũi tên thôi. Mệt quá. Từ đi từ sớm giờ mà chả gặp được con gì. Bây giờ mình sẽ xem chỗ này như có cá hay sao. Xem có cá không. Tàu mùa khô thì có rất nhiều cá suối này nha các bạn. Cá trầu. Ở đây là có dỗ này thôi nên không có cá. Rồi có lẽ là mình sẽ đi xung quanh thôi, không có mình về chứ cũng chưa rồi, đó buồn quá. Kiếm chả có con gì. Bây giờ mình sẽ đi qua đây leo lên cây đa này thử được không? Ở trong này thì ở trong này có rất nhiều chim cu xanh này. Các bạn nhìn nè. Nó ăn cái trái cây đa này rất nhiều. Quay lên kia xem thôi. Rồi quay ra đây.
rồi, mình đi cả buổi sáng mai cũng chả con gì cả, bây giờ cũng chả thấy con gì cả. Bây giờ mình sẽ leo lên cây đa này để xem cái mặt ong ở trên cành kia nha các bạn, cho các bạn xem cái mặt ong. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lên leo lên cây này thử có được không. Có thể mình sẽ leo lên đường này. Ok. Thì mình nghĩ mình nên kết thúc video tại đây, sau đó mình sẽ ngày mai mình sẽ bắt đầu quay lại chỗ này là cái clip mình sẽ lên đốt mật ong trên cành này nha. Tại vì sao quá các bạn sẽ không thấy. Thì nếu các bạn nào muốn xem cái video ngày mai mình lên đốt mật ong này thì hãy nhớ đăng ký và chia sẻ video của mình nha. Bây giờ mình sẽ dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem nha.